Thân mến, chào các em học sinh khối 8 trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ ôn lại kiến thức mà các em đã học trong chương 1 để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Nội dung ôn tập gồm có 2 phần, phần 1 lý thuyết, phần 2 bài tập. Phần lý thuyết các em học từ bài 1 đến bài 9, bao gồm các câu hỏi từ câu 1 đến câu 15 trong tờ ôn tập với 3 chủ đề. Nhưng chủ đề 1 và chủ đề 2 cô đã ôn tập rồi, nên hôm nay cô chỉ ôn tập vào chủ đề 3, đó là chủ đề về áp suất. Phần bài tập cũng thế. Bài tập giải thích về ma sát quán tính các em có thể xem lại trong bài trực tuyến trước đây. Vì vậy, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta chỉ đi giải thích về việc tăng giảm áp suất trong thực tế. Về phần bài tập định lượng, các em dựa vào công thức để tính áp suất của chất rắn và áp suất của chất lỏng. Trong chủ đề 3, chủ đề về áp suất, với câu hỏi 9-10 áp lực áp suất, các em lưu ý khi làm bài tập, nếu vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang thì áp lực của vật gây ra có độ lớn bằng trọng lượng của vật đó. Trọng lượng P tính theo công thức của lớp 6, P bằng 10 m, m là khối lượng của vật. Vì vậy, nếu bài yêu cầu tìm áp lực thì chúng ta phải tìm trọng lượng. Muốn biết được trọng lượng, ta phải biết được khối lượng, hoặc ngược lại, muốn tìm khối lượng ta phải có trọng lượng rồi chia cho 10. Đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của áp lực đó chính là áp suất, công thức P bằng F chia S. Nhìn vào công thức, các em biết áp suất sẽ phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là độ lớn của áp lực F và diện tích bị ép S. Khi làm bài, các em luôn luôn lưu ý đổi đơn vị của diện tích bị ép S ra đơn vị mét vuông. Từ công thức của áp suất, ta có những cách làm tăng giảm áp suất trong đời sống. Muốn tăng áp suất, ta có những cách làm sau, đó là tăng áp lực F hoặc giảm diện tích bị ép S. Lý do là áp suất có mối quan hệ tỷ lệ thuận với áp lực F và tỷ lệ nghịch với diện tích bị ép S. Cho nên muốn giảm áp suất, ta cũng giảm áp lực hoặc tăng diện tích bị ép S. Trong bài tập không phải lúc nào cũng tìm áp suất. Ta có thể tìm áp lực hoặc diện tích bị ép bằng các công thức sau: F bằng P nhân S và S bằng F chia P. Câu 11 hỏi về áp suất chất lỏng, công thức của áp suất chất lỏng. Các em đã biết chất lỏng và chất rắn do đều có trọng lượng cho nên nó luôn luôn gây áp suất lên bề mặt phía dưới. Nhưng chất lỏng nó lại khác với chất rắn ở chỗ là chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. Công thức tính áp suất chất lỏng P bằng D nhân H. Các em phải chú ý H là khoảng cách từ điểm cần tính áp suất lên mặt thoáng trên cùng. Ví dụ trên hình vẽ, khoảng cách từ A lên mặt thoáng chính là HA. Khoảng cách từ C lên mặt thoáng chính là HC được vẽ trên hình. Nếu so sánh áp suất tại điểm A, B và C thì ta có câu trả lời sau: áp suất tại A và B sẽ bằng nhau, PA bằng PP. Lý do: độ sâu của điểm A và điểm B bằng nhau, HA bằng HB. Còn áp suất tại điểm C lại lớn hơn áp suất điểm A, PC lớn hơn PA vì khoảng cách HC lớn hơn HA. Câu số 12 hỏi về đặc điểm của bình thông nhau. Câu kết luận như sau: trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao, HA bằng HB. Câu kết luận này: HA bằng chỉ bằng HB khi nào? Khi bình thông nhau phải chứa cùng một chất lỏng và chất lỏng này phải đứng yên. Khi chất lỏng đứng yên thì áp suất bên cột A bằng áp suất bên cột B, mà lại do cùng một loại chất lỏng nữa, là cùng trọng lượng riêng D nữa, cho nên ta có thể suy ra HA sẽ cao bằng HB. Còn câu 13, nếu bình thông nhau chứa hai chất lỏng khác nhau mà chất lỏng vẫn đứng yên thì mực mặt thoáng hai nhánh như thế nào? Do chất lỏng đứng yên nên áp suất cột A vẫn bằng áp suất cột B, nhưng do trọng lượng riêng khác nhau cho nên HA sẽ không cao bằng HB như ở câu 12 nữa.
Nếu DA mà lớn hơn DB thì HA sẽ nhỏ hơn HB và ngược lại. Câu 13. Viết công thức của máy thủy lực và ghi chú đầy đủ. Công thức của máy thủy lực là F lớn trên F nhỏ bằng S lớn trên S nhỏ. Trong đó, F lớn và F nhỏ là các lực tác dụng lên piston lớn và piston nhỏ, đơn vị của lực là Newton. S lớn và S nhỏ là diện tích của piston lớn và piston nhỏ. Chúng ta để cùng một đơn vị là được, không cần nhất thiết phải đổi ra đơn vị mét vuông. Câu số 14. Do đâu mà có áp suất khí quyển? Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào theo độ cao? Các em đã biết chất rắn và chất lỏng đều gây áp suất xuống bề mặt phía dưới là do nó vật có trọng lượng. Không khí cũng thế. Do không khí cũng có trọng lượng nên lớp không khí bao xung quanh trái đất gây áp suất lên bề mặt trái đất, gọi là áp suất khí quyển. Và áp suất khí quyển này nó cũng giống như áp suất của chất lỏng, là tác dụng lên bề mặt trái đất theo mọi phương. Áp suất khí quyển sẽ thay đổi theo độ cao. Càng lên cao, không khí càng loãng, trọng lượng riêng càng nhỏ nên áp suất khí quyển càng giảm. Sang phần 2 là phần bài tập. Các em sẽ đi giải thích câu 18. Khi ta đi và khi ta đứng, áp suất lên mặt đất có khác nhau không? Giải thích. Bây giờ ta phân tích này. Khi ta đi và khi ta đứng thì áp lực lên mặt đất là như nhau, do trọng lượng của cơ thể không thay đổi. Nhưng khi ta đi, chỉ có một bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Rõ ràng diện tích bị ép sẽ nhỏ hơn khi ta đứng bằng hai chân, mà áp suất tỷ lệ nghịch với diện tích bị ép. Cho nên khi diện tích bị ép nhỏ thì áp suất sẽ lớn. Vì vậy áp suất khi đi sẽ lớn hơn khi đứng, và cụ thể lớn hơn 2 lần. Sang câu 19. Hỏi về áp suất chất lỏng. Tại sao khi lặn sâu xuống nước, người thợ lặn thấy tức ngực, khó thở? Các em đã biết công thức P bằng D nhân H. Áp suất sẽ phụ thuộc vào độ sâu. Vậy càng xuống sâu, do H càng lớn, cho nên áp suất của nước càng lớn, sẽ gây ra áp lực tác dụng lên người theo mọi phương cũng càng lớn. Vì chịu lực ép của nước rất lớn nên người thợ lặn thấy tức ngực, khó thở. Câu 20 hỏi về áp suất khí quyển. Khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh thì có một số hành khách có cảm giác bị ù tai hoặc đau nhức trong tai. Hãy giải thích tại sao. Các em đã biết áp suất khí quyển phụ thuộc vào độ cao. Càng lên cao, không khí càng loãng, trọng lượng riêng càng nhỏ, áp suất khí quyển càng giảm, nên áp suất không khí bên trong màng nhĩ và bên ngoài màng nhĩ là khác nhau. Chính sự chênh lệch về áp suất đó đã tạo ra áp lực tác dụng lên màng nhĩ, khiến tai bị ù và đau nhức. Sang bài tập định lượng, bài 4. Một két sắt có khối lượng 144 kg và đặt trên sàn nhà, diện tích phần tiếp xúc của đáy két sắt với sàn nhà là 24 dm². Câu A, tính áp suất do két sắt tác dụng lên sàn nhà. Câu B, sau đó bỏ vào trong két sắt một con heo đất chứa tiền xu có tổng khối lượng là 6 kg, tính áp suất do két sắt tác dụng lên sàn nhà lúc sau. Ở phần tóm tắt đầu bài, ta có M1 và M2, có đơn vị đều là kg. Đây là đơn vị hợp pháp rồi nên chúng ta không cần phải đổi đơn vị. Nhưng nhìn vào diện tích bị ép, ta thấy S bằng 24 dm², ta phải đổi ra đơn vị mét vuông bằng 0,24 m². Để tính được áp suất do két sắt tác dụng lên sàn nhà thì ta phải đi tìm trọng lượng của két sắt. Muốn tìm trọng lượng, ta lấy khối lượng nhân với 10. Vậy trọng lượng của vật sẽ là 1440 N. Trọng lượng bao nhiêu thì áp lực lên sàn nhà bấy nhiêu, F sẽ bằng 1440 N. Sau đó áp dụng công thức P bằng F chia S. Thế số vào, ta sẽ có đáp số là 6000 pascal. Đây là áp suất do két sắt tác dụng lên sàn nhà. Sau đó cho vào trong két sắt một con heo đất. Vì vậy phải muốn đi tìm trọng lượng của két sắt và heo đất, làm phép tính cộng khối lượng rồi nhân với 10, đáp số là 1500 N. Từ đó suy ra áp lực cũng bằng 1500 N.
ta đi tính áp suất cho két sắt và heo đất tác dụng lên sàn nhà lúc sau. Vẫn sử dụng công thức P bằng F chia S. Thế số vào, ta có đáp số là 6250 Pascal. Ta cũng thể tính áp suất riêng của con heo đất lên sàn nhà cộng với áp suất của két sắt lên sàn nhà, cũng ra đáp số là 6250 Pascal. Sang bài 11 về áp suất chất lỏng. Một bình thủy tinh cao 1,5 m chứa đầy nước, cho trọng lượng riêng của nước bằng 10.000 N trên mét khối. Câu A, tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình và một điểm A cách đáy 50 cm. Câu B, thay hết nước trong bình bằng dầu hỏa, nhưng dầu hỏa chỉ chiếm 2/3 chiều cao của bình. Tính áp suất của dầu hỏa tác dụng lên đáy bình, cho trọng lượng riêng của dầu hỏa bằng 8.000 N trên mét khối. Trước tiên, viết tóm tắt đề bài. Trong bài đã cho trọng lượng riêng của nước và dầu. Còn khoảng cách từ đáy bình lên mặt thoáng là 1,5 mét. Đơn vị hợp pháp rồi, không cần đổi nữa. Nhưng khoảng cách từ điểm A đến đáy bình là 50 cm, thì chúng ta phải đổi ra đơn vị mét bằng 0,5 mét. Câu hỏi thứ nhất, đi tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình, áp dụng công thức của áp suất chất lỏng P bằng D nhân H. Trọng lượng riêng là 10.000. Trọng lượng riêng của nước là 10.000. Độ cao là chính là khoảng cách từ đáy lên mặt thoáng là 1,5. Ta làm phép tính nhân. Đáp số ra ra 15.000 Pascal. Câu thứ hai, tìm áp suất tại điểm A cách đáy là 50 cm. Như vậy ở đây ta phải đi tìm khoảng cách từ điểm A lên mặt thoáng trên cùng. Làm phép tính trừ, lấy 1,5 trừ khoảng cách phía dưới là 0,5. Sau đó mới nhân với trọng lượng riêng của nước là 10.000, thì đáp số sẽ ra 10.000 Pascal. Câu cuối cùng, thay nước trong bình bằng dầu, nhưng chiều cao của dầu chỉ chiếm 2/3 chiều cao của bình. Vì vậy, ta đi tìm độ cao của dầu bằng 2/3 nhân 1,5. Vậy chiều cao của dầu là 1 mét. Tương tự, ta cũng tìm áp suất do dầu tác dụng lên đáy bình bằng công thức P bằng D nhân H. Nhưng chú ý, đây là do dầu tác dụng, cho nên ta phải lấy trọng lượng riêng của dầu là 8.000 nhân độ cao là 1 mét, và đáp số ra 8.000 Pascal. Các em chú ý, hai câu B và câu C, áp suất do nước tác dụng lên điểm A và áp suất do dầu tác dụng lên đáy bình, độ cao đều là 1 mét, nhưng do trọng lượng riêng khác nhau nên đáp số ra khác nhau. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Các em về nhà học và làm bài trong tàu ôn tập. Chúc các em ôn tập tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Chào các em.